ba quay, sao ba cầm cho. Nè, chuẩn bị nha. Đây mọi người, cậu ba nghiên cứu quá coi. Có một cái lỗ ở đây mà nó không bể, không bóng. Đó nè. Chừng nó bể đó, đậu nước tùm lum. Ơi. Ba các bạn ơi. Ba các bạn nha. Giờ tưới cây đi, lại tưới cây, kiếm cây bông nè. Bông này nè. Rồi tiếp theo. Rồi, cậu ba tới cậu ba. Cây này. Cậu ba tới. Trời mưa. Đừng ướt cái bàn nè, hai ướt cái bàn để quay hắn nước chưa lâu vậy. Thôi con lại đẳng chơi lại đó, chơi lại đó chơi đi.